đồng thời sơn môn nghịch hà tông cũng sụp đổ hơn phân nửa bốn sơn mạch bị phân thành hai nữa đã sụp đổ cần các lão tổ dùng pháp lực ngưng tụ lại lần nữa bạch tiểu thuần và lý thanh hậu trở về nhìn thấy nghịch hà tông đang chữa trị nhìn thấy lý thanh hậu bình an trở lại trịnh viễn đông và linh khê lão tổ còn có nhiều bằng hữu của lý thanh hậu nhất là hứa mị hương càng kích động không thôi nàng vốn tuyệt vọng hôm nay lại nhìn thấy lý thanh hậu cho nên nước mắt chảy dài Lý Thanh Hậu nhìn thấy hứa Mị Hương cũng rung động, hồi tưởng nửa năm qua như xa cách một thế hệ, ánh mắt của hắn cũng nhu hòa hơn trước. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn nhìn hai người và mỉm cười, trên đường hai người quay về. Bạch Tiểu Thuần đã cho Lý Thanh Hậu một thiên nhân hồn, hắn kiểm tra thương thế của Lý Thanh Hậu và xác định không ngại hắn mới yên lòng, cũng không đi quấy giày, cũng mang theo thiết đàn ra khỏi tông môn nhìn chung quanh tổn hại nhìn các đệ tử bị thương nội tâm bạch tiểu thuần cũng bi ai trên thực tế một trận chiến này đệ tử nghịch hà tông thương vong thảm trọng nhưng cũng có thu hoạch cực lớn về phần tù binh nghịch hà tông đã bắt được mấy vạn người hơn nữa cũng đạt được pháp bảo và tài nguyên trên người của bọn họ cũng rất khả quan đây chỉ là tiếp theo, có không ít trí bảo nội tình của ba tông, bởi vì ba lão tổ thiên nhân đột nhiên thất bại, bởi vì tu sĩ ba tông chạy trốn chật vật nên không mang đi, từ đó nghịch hà tông thu hoạch càng lớn. Qua trận chiến hôm nay, Bạch Tiểu Thuần giúp nghịch chuyển càn khôn, trước đó có thiết đàn tồn tại càng giúp Bạch Tiểu Thuần trở thành linh hồn của mọi người. Tu Vi Thiết Đàn đã đến nguyên anh đại viên mãn, thậm chí dựa vào Thiên Phú Vương Thú nó có thể miễn cưỡng đánh với thiên nhân một trận, mặc dù nhất định sẽ suy tàn nhưng chiến lực này rất kinh người. Nhất là bản thân vương thú theo thời gian trôi qua nhất định sẽ trở thành thiên nhân cảnh, tác dụng của nó to lớn với tông môn. Trừ Thiết Đàn ra, tống quân huyền cũng bộc phát hào quang trói mắt mặc dù nàng không phải nguyên anh chỉ có tu vi kết đan đại viên mãn nhưng do nàng điều khiển trung phong huyết kiếm trổ hết tài năng cũng vượt qua ba phong khác trở thành một cửa ải giúp huyết khê nhất mạch ngăn cản quân địch Linh khê nhất mạch cũng có thiên kiêu bộc lộ tài năng, càng phát ra hào quang trói mắt như thượng quan thiên hữu, chính bởi vì như thế hắn phát triển ực nhanh, hôm nay hắn đạt tới nửa bước nguyên anh giả anh cảnh, trong cùng thế hệ, không tính bạch tiểu thuần thì hắn là đệ tử mạnh nhất. Thậm chí hắn trước đây có danh khí không nhỏ trong nghịch Hà Tông, quả thật tính cách của hắn đã cải biến, trầm ổn không ít, hơn nữa có không ít đệ tử ủng hộ còn có bắc hàn liệt hắn trong hàng ngũ thiên kiêu không tính là mạnh nhất bởi vì năm đó quật khởi trong vẫn kiếm thâm uyên địa phẩm trúc cơ hôm nay có tu vi kết đan hậu kỳ cho dù kém thượng quan thiên hữu nhưng cũng vượt xa cùng thế hệ dù sao thượng quan thiên hữu năm đó có lão tổ từng nói hắn chính là kiếm tiên truyền thế mặc dù trúc cơ không bằng bạch tiểu thuần nhưng về sau hắn sẽ có tiến triển cực nhanh hai mạch khác cũng có thiên kiêu thể hiện tài năng của mình nghĩ đến dùng không bao lâu tông môn sẽ có phần thưởng tương lai bọn họ sẽ thể hiện thiên phú của mình đi lại trong tông môn bạch tiểu thuần nhìn những gương mặt quen thuộc nhìn mỗi người lúc nhìn mình mang theo cuồng nhiệt hắn cũng cảm thấy ấm áp hắn có cảm giác trở về nhà lúc hắn ở man hoang không cảm nhận được dù sao cho dù đi nơi nào cũng không bằng ở nhà của mình lúc cả tông môn bắt đầu chữa trị Bạch Tiểu Thuần cũng tham dự vào trong đó, hắn nhìn thấy Thiên Giác Mặc Long, lão Long lúc trước bị thương rất nặng trong chiến đấu, hôm nay đã hấp hối, cho dù được cứu trợ cũng có bộ dáng như sắp chết. Bạch Tiểu Thuần lập tức ra tay, dùng lực lượng Thiên Đạo Nguyên Anh của hắn cũng cứu lão Long một mạng, thương thế cũng chậm chậm khôi phục. Về phần thiết đàn đã không thấy đâu, khi Bạch Tiểu Thuần cứu Lão Long, lúc chuẩn bị rời đi thì thiết đàn trở lại, vào lúc nhìn thấy thiết đàn thì Bạch Tiểu Thuần trực tiếp há hốc mồm, hắn nhìn thấy sau lưng thiết đàn là rất nhiều linh thú hình dạng khác nhau, hơn phân nửa những linh thú này là giống cái. Chấm chấm chấm, người nói chúng là lão bà của ngươi. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc nhìn thiết đàn, nghe nó kêu ô ô, hắn cảm thấy trái tim co rút vài cái, vậy chúng nó là... Chấm 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 phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Bạch Tiểu Thuần chỉ đám linh thú theo sau, cũng có hơn một ngàn. Chấm chấm chấm, chấm chấm, chúng là đám thú con, hắn ngạc nhiên nhìn thiết đàn. Thiết đàn nghe vậy càng tự hào, hắn giống mấy tiếng với Bạch Tiểu Thuần, tiếng giống của nó không ít người trong nghịch Hà Tông có thể miễn cưỡng đoán hiểu, hiểu nó nhất lại là Bạch Tiểu Thuần, con em ngươi. Chấm chấm chấm, chấm chấm, chúng đều là hài tử của ngươi. Bạch tiểu thuần nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn đám mẫu thú kia, lại nhìn đám thú con, hắn triệt để phục năng lực này của thiết đàn. Thiết đàn nhìn thấy bạch tiểu thuần như thế càng đắc ý hơn, quay đầu giống với đám thú con vài cái, lập tức những linh thú này phủ phục trước bạch tiểu thuần sau đó cùng giống lên. Không có khí thế hung ác, chỉ có kính sợ với trường bối. Bạch tiểu thuần cười khổ, hắn hiểu dụng ý của thiết đàn, sau khi vỗ đầu thiết đàn thì hắn thở dài. Thiết đàn là con của hắn, như vậy những con linh thú này là dâu và là cháu của hắn. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một chút liền lấy hồn dược của Man Hoang xem như lễ gặp mặt, hồn dược có tác dụng như linh thạch với hồn tu, hồn dược cũng hữu hiệu với linh thú, bởi vì khu vực Thông Thiên Hà hiếm thấy cho nên có giá trị xa xỉ. Cầm hồn dược của Bạch Tiểu Thuần xong, những con linh thú này rất vui vẻ, chúng kêu lên vui sướng thiết đàn cũng rất đắc ý, cũng có cảm giác mình rất có mặt mũi. Nhìn thấy thiết đàn vui vẻ. Bạch Tiểu Thuần cũng tươi cười cảm khía, đây mới là nhà của ta. Chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Cả tông môn đang trùng kiến với khí thết ngất trời, tiếng oanh minh vang vọng các nơi, đó là đám linh khê lão tổ dùng pháp thuật di sơn đảo hải chữa trị bốn đầu sơn mạch không dòng thụ được đan khê nhất mạch toàn lực cứu chữa cho nên đã có sinh cư cũng có rất nhiều đệ tử đan khê nhất mạch khai lò luyện đan luyện chế đan dược chữa thương về phần huyền khê nhất mạch cũng như thế bọn họ toàn diện phối hợp với đan khê nhất mạch đi cứu trợ một phương diện thì tu bổ tất cả trận pháp tông môn hơn nữa cũng phân một ít đệ tử tông môn chữa trị pháp bảo với tư cách là lực lượng hạch tâm trong chiến tranh linh khê cùng huyết khê nhất mạch đa số đang chữa thương càng có không ít đang được chữa trị trong tông môn bạch tiểu thuần tìm được tống quân nguyền nàng đang bận rộn chỉ huy thế lực trung phong huyết khê nhất mạch thân là trụ cột của trung phong quả nhiên nàng có nhiều việc hoàn thành sau chiến đấu vì vậy cho dù nội tâm muốn nói chuyện với bạch tiểu thuần nhưng trách nhiệm của nàng càng lớn vì vậy cũng không thể quan tâm bạch tiểu thuần Hôm nay thân phận của Bạch Tiểu Thuần rất cao, hắn đi tới nơi nào đệ tử nơi đó đều kính sợ cuồng nhiệt, không ngừng bái kiến, hơn nữa công tác chữa trị xây dựng không có chỉ hoãn. Bạch Tiểu Thuần vui thích, đang muốn nói gì đó, hắn cho rằng hiện tại mình nên đi cổ vũ mọi người một chút, chờ không chờ hắn mở miệng. Tống Quân Nguyền trực tiếp trừng mắt lườm Bạch Tiểu Thuần bạch tiểu thuần sờ sờ cái mũi cố tình phản bác nhưng nhìn thấy tống quân uyển như vậy thì hắn cảm thấy chột dạ bởi vì lúc ở man hắn làm chuyện đó với hồng trần nữ lại sợ bị tống quân uyển cùng hầu tiểu muội biết được về phần vì sao hầu tiểu muội không ở tông môn việc này bạch tiểu thuần trên đường quay về nghe lý thanh hậu nói qua cũng hiểu hầu tiểu muội cùng quỷ nha đã bị thiên tôn tuyển chọn trong khu vực thông thiên hà nửa năm một lần thu đi cũng đi tới thông thiên đảo trở thành thị vệ thông thiên đảo người như hầu tiểu muội và quỷ nha trở thành thị vệ thường cách một đoạn thời gian thông thiên sẽ tiến hành tuyển chọn mỗi lần đều chọn ra không ít tu sĩ tông môn thông thiên hà khu vực xem ra đây là tạo hóa thật lớn giống như một bước lên trời cũng không phải tất cả mọi người có thể tới thông thiên đảo trong đó có hơn phân nửa sau một đoạn thời gian sẽ bị đưa trở về mỗi người trở về tu vi đều bạo tăng không ít về phần những người có thể ở lại thông thiên đảo cho dù địa vị hay thân phận đều cực cao cho dù tông môn thượng du nhìn thấy cũng phải khách khí nội tâm bạch tiểu thuần lại không quá an tâm hắn không tìm thấy lý do lo lắng theo hắn tính toán thời gian biết được hầu tiểu muội bị chọn đi trước cuộc chiến tuyệt thế tại man hoang lúc này nội tâm hắn an tâm một chút chẳng lẽ lại nhắm vào ta bạch tiểu thuần do dự một chút và tự an ủi mình hắn suy nghĩ nên tìm cơ hội đi gặp hầu tiểu muội nội tâm bạch tiểu thuần đang bất an hắn nhìn thấy thượng quan thiên hữu thượng quan thiên hữu thành thục hơn lúc trước hiện tại hắn đang đứng bên vách núi trong mắt mang theo bi thương càng có hồi ức ánh mắt như nhìn về nơi xa xăm nhìn thấy thượng quan thiên hữu như thế bạch tiểu thuần sững sờ hắn đi qua lúc nhìn theo ánh mắt của thượng quan thiên hữu hắn nhìn dưới vách núi không sâu có không nhà gỗ nhỏ cạnh khu rừng bên cạnh nhà gỗ là nấm mổ tay thượng quan thiên hữu cầm một dãy lụa màu xanh hắn nắm chặt giống như cho dù có chết cũng không buông ra hắn lặng lẽ nhìn nhà gỗ nhìn qua nấm mồ im lặng không nói thật lâu bạch tiểu thuần nhìn nấm mồ hắn do dự trong đầu suy nghĩ từ khi mình trở về còn chưa gặp qua ai hắn nhanh chóng nghĩ tới một người thân thể bạch tiểu thuần rung động đó là mộ tâm kỷ Thượng quan thiên hữu nói, giọng nói khàn khàn mang theo đắng chát, hắn đã không ghen ghét bạch tiểu thuần như trước kia, thời gian trôi qua đủ để xóa đi tất cả lỗ mãng và xúc động thời thiếu niên, chu sư tỷ. Chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Bạch tiểu thuần hít sâu một hơi, trong đầu hắn xuất hiện trí nhớ về chu tâm kỳ, đó là đệ tử Lý Thanh Hầu, là đại sư tỷ rất được chú ý của Hương Vân Thánh Sơn. Chấm chấm chấm, chấm chấm. Bạch Tiểu Thuần còn nhớ rõ Linh Vĩ Kê, còn nhớ rõ năm đó mình chủ động nhảy ra giúp Chu Tâm Kỳ đi bắt trộm gà cuồng ma. Chấm chấm chấm, chấm chấm, hơn nữa mình luôn trêu chọc Tâm Kỳ sư điện nữ. Chấm chấm phẩy chấm phẩy chấm phẩy chấm chấm. Hôm nay hắn nhớ lại Bạch Tiểu Thuần không cách nào tiếp nhận sự thật này, hắn hít thở dồn dập thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nhìn thấy người cùng thế hệ tử vong, áp lực trong lòng tăng lên nhiều. Nữ tử trong trí nhớ hóa thành vĩnh hằng, hình ảnh trong trí nhớ biến thành mau xám. Chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nghe Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, nội tâm thượng quan thiên hữu càng bi thương, những năm Bạch Tiểu Thuần rời đi, hắn cũng không biết mình bắt đầu thích Chu Tâm Kỳ từ khi nào, thậm chí hắn cũng có thể cảm nhận được Chu Tâm Kỳ dần dần có hào cảm với mình, cho tới khi Chu Tâm Kỳ tử vong cũng không có tiếp nhận hắn thổ lộ. Nàng trong một lần ra ngoài vào 10 năm trước, khi đó xảy ra chiến đấu quy mô nhỏ với tu sĩ cực Hà Viện đã hương tiêu ngọc vẫn, cho dù thù này đã bị Thượng quan Thiên hữu tự tay báo nhưng bắt đầu từ ngày đó tính cách của hắn biến hóa. Biến thành trầm mặc ít nói, biến thành cực đoan không như năm đó, hắn càng cố gắng tu luyện, hắn không ngừng tiến lên, dần dần được nghịch Hà Tông công nhận là đệ tử mạnh nhất. Nội tâm của hắn vẫn nhớ kỹ thân ảnh Chu Tâm Kỳ, dãy lụa xanh trong tay hắn chính là di vật của Chu Tâm Kỳ, hắn sẽ vĩnh viễn giữ nó bên người. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn kinh ngạc nhìn phần mộ Chu Tâm Kỳ, hắn chậm rãi khom người về phía phần mộ. Thượng quan Thiên Hữu nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra hắn nói, Bạch Tiểu Thuần, cảm ơn ngươi. chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Nói xong Thượng quan Thiên Hữu quay người, hắn đi xa xa. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy bóng lưng của hắn điều hưu. Rất lâu sau đó, Bạch Tiểu Thuần cũng không thể khôi phục cảm xúc, hắn xa suốt nhìn phần mộ Chu Tâm Kỳ, trong đầu là từng thân ảnh năm đó. Bỗng nhiên hắn hiểu ra, mái tóc Lý Thanh Hậu đã bạc, có lẽ chính bởi vì đệ tử đắc ý Chu Tâm Kỳ của hắn đã vẫn lạc, vì cái gì? Chấm chấm chấm, chấm chấm, tu hành nhất định phải chém chém giết giết. Chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm bạch tiểu thuần nhẹ giọng thì thào nói tới đây hắn nhớ lúc hắn bước chân vào tu chân giới năm đó hắn nói những lời thường xuyên của mình hiện tại hắn trải qua rất nhiều việc cho dù hắn có đáp án nhưng cẩn thận tưởng tượng vẫn không có đáp án trong trầm mặc bạch tiểu thuần rời đi hắn phát hiện trong những năm mình rời đi đã xảy ra rất nhiều chuyện phía sau tông môn đại thắng trên thực tế cũng cất giấu quá nhiều nước mắt thần thức hắn thả ra và tỉ mỉ cảm ứng nhà của mình trong nháy mắt thần thức dò xét, hắn nhìn thấy Bắc Hàn Liệt. chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Phía sau tông môn, tại mộ địa, bên trong chôn cất những anh linh chết trận những năm qua. chấm chấm chấm, chấm chấm. Hiện tại Bắc Hàn Liệt an vị tại một mộ bia, mộ bia này rất mới, là hắn tự tay mai táng và tự tay dựng bia. Phía trên không có tên, chỉ có một bức tranh Bắc Hàn Liệt đã vẽ, trên bức tranh là một con chó chấm 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 là chó mực bắc hàn liệt cầm bầu rượu trong tay tuế nguyệt trôi qua trên người hắn đặc biệt rõ ràng hai mái tóc mai của hắn đã bạc trên người hắn sinh ra tang thương cũng có một ít men say hắn không ngừng uống rượu và không ngừng nhìn mộ bia ánh mắt phục tạp có hồi ức có đắng chát và đau khổ chó mực vì cứu hắn mà chết Tâm tình bạch tiểu thuần phức tạp, hắn phát hiện mình có quá hiểu việc không biết, chó mực tử vong cũng làm nội tâm hắn bùi ngùi, hắn không đi quấy giày bắc hàn liệt, thần thức hắn đảo qua từng bia mộ. Phía trên có từng cái tên quen thuộc, có lạ lẫm, thân thể bạch tiểu thuần run rẩy bờ môi co giật. Vào lúc này ca ca công tôn uyển nhi, công tôn vân tìm tới bạch tiểu thuần, hắn cũng già nua rất nhiều tu vi mặc dù đã kết đan nhưng chỉ là kết đan sơ kỳ so với thân phận thiên kiêu bờ bắc linh khê tông thì hắn xem như là người tiến triển chậm nhất vốn bắc hàn liệt hay quỷ nha đều bị hắn bỏ xa hắn không có xa suốt thậm chí nhiều khi nội tâm của hắn kiêu ngạo hắn kiêu ngạo muội muội của mình sau này muội muội từ đi vào vẫn kiếm thâm uyên liền biến thành lạnh lùng hắn vẫn cảm thấy đây chính là thân muội muội của mình mà hắn không bằng những người khác muội muội của hắn là công tôn uyển nhi đã được tinh không đạo cực tông khâm định là thiên tri kiều nữ những năm qua những người bị truyền tống vào man hoang hắn lo lắng sinh tử của muội muội hắn bị đà kích thật lớn nội tâm hắn lo lắng rất nhiều bạch chấm 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 bạch lão tổ chấm 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 ngài trở lại tống khuyết cũng trở lại thần toán tử cũng trở lại muội muội của ta thì sao thân thể công tôn vân run rẩy hắn khẩn trương hắn không dám nói từ chết bởi vì hắn sợ bạch tiểu thuần trầm mặc hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn công tôn vân hắn do dự một lúc cũng không có nói cho đối phương biết chân tướng tàn khốc hắn nói uyển nhi năm đó chết trận trên trường thành nàng cứu người mà chết trận. chấm chấm chấm. chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Thân thể Công Tôn Vân căng cứng, nước mắt chảy xuống, trên thực tế hắn sớm có dự cảm như vậy, hiện tại hắn nhắm mắt lại và cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần, sau đó hắn yên lặng rời đi. Nhìn thấy Công Tôn Vân đau thương rời đi, bạch tiểu thuần cuối cùng cũng không lựa chọn nói chân tướng cho hắn biết thật sự hắn không cách nào mở miệng hắn rất khó nói ra trên thực tế công tôn uyển nhi đã tử vong lúc ở vẫn kiếm thâm uyên về sau công tôn vân nhìn thấy muội muội chính là một tiểu nữ hài quỷ dị chiếm lấy thân thể công tôn uyển nhi chân tướng quá tàn khốc bạch tiểu thuần không an đề hát tép lòng để công tôn vân chịu đà kích như vậy từ đó hắn không thể không cho ra đáp án khác, trong đáp án này Công Tôn Uyển Nhi bị một câu của Bạch Tiểu Thuần biến thành vì cứu người mà chết, cho nên trong lời nói có trăm ngàn sơ hở. Công Tôn vẫn phát hiện nhưng hắn không hỏi tới, cũng không muốn theo đuổi tới cùng. chấm chấm chấm, chấm chấm, lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần muốn nói lại thôi thì bản thân đã có vấn đề, muội muội, người trong tông môn trước kia là ngươi thật hay không? Nội tâm Công Tôn Vân vẫn suy nghĩ những việc này, thậm chí rất nhiều lần hắn tận lực không suy nghĩ đáp án là gì. Chấm chấm chấm, cho đến khi Công Tôn Vân đi xa, tâm tình của Bạch Tiểu Thuần cũng nặng nề hơn trước, hắn không thích cảm xúc như vậy, hắn hướng tới khoái hoạt, hướng tới mỹ hảo, có thể phát triển cảm xúc tiêu cực bao phủ tâm thần của hắn những lần trơ ước bởi vì đủ loại nguyên nhân bị hắn chậm rãi vùi dưới đáy lòng vào hôm nay ở trong tông môn hắn phát hiện không còn nhìn thấy chu tâm kỳ và nhiều gương mặt quen thuộc khác những trí nhớ trước kia cũng bạo phát lúc này ý chí bi thương bao phủ chung quanh lão tổ linh khê nhất mạch trong nghịch hà tông có khả năng đột phá thiên nhân nhất cao hơn huyết khê lão tổ yên lặng đứng ở xa xa hắn tới gần bạch tiểu thuần hắn phát giác thần thức của Bạch Tiểu Thuần mang theo bi thương, hắn hiểu Bạch Tiểu Thuần không bằng Lý Thanh Hậu nhưng dù sao hắn cũng nhìn Bạch Tiểu Thuần phát triển từng bước. Thời gian dần qua hắn đi tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng không quấy dày Bạch Tiểu Thuần, hắn chỉ đứng đó nhìn hướng mộ địa của nghịch Hà Tông. Qua thật lâu linh khê lão tổ lên tiếng, giọng nói già nua vang lên bên tai Bạch Tiểu Thuần, Tiểu Thuần, ngươi xem chung quanh đi. Chấm chấm chấm, chấm chấm xem xem tông môn chúng ta có gì khác biệt với lúc trước linh khê lão tổ đã đến bạch tiểu thuần sớm biết cảm xúc của hắn xa suốt nhìn chung quanh cả tông môn có âm thanh hỗn loạn vang lên đủ loại công tác chữa trị tiến hành với khí thế hừng hực không nói cả tông môn biến hóa mỗi giờ mỗi phút nếu cẩn thận nhìn sẽ phát hiện sơn môn đang khôi phục sợ rằng không bao lâu hợp lực của mọi người sẽ làm nghịch hà tông sinh ra sinh cơ lần nữa những đệ tử ba tông bị bắt thành tù binh cũng sẽ trở thành thẻ đánh bạc quan trọng của Nghịch Hà tông, bất kể dung nhập vào tông môn hay tiến hành trao đổi với ba tông đều có thể giúp bản thân Nghịch Hà tông lớn mạnh gấp mấy lần, ngươi biết vì cái gì các đệ tử cố gắng như vậy, chấp nhất như vậy không? chấm chấm chấm, chấm chấm, bởi vì nơi này không chỉ là tông môn của bọn họ, còn là nhà của bọn họ, Linh Khê tông cũng tốt. Nghịch Hà Tông cũng được, tất cả tuân theo tôn chỉ tạo hóa thuộc về đệ tử, tông môn bao dung vạn vật, chỉ cần làm môn. Nhân có đầy đủ tín nhiệm và trung thành với tông môn, như vậy. Chấm chấm chấm, chấm chấm, mới có thể xem tông môn như nhà của mình, trên thực tế tông môn chính là nhà của chúng ta linh khê lão tổ lên tiếng hắn đã rất già tồn tại thời gian quá lâu nếu không dựa vào bí pháp thì hắn sớm vẫn lạc cho dù có bí pháp thì có lẽ nghịch hà tông bấp bênh cũng là hắn thêm nhiều nếp nhăn hắn già nua hơn trước rất nhiều sau khi bạch tiểu thuần nhìn thấy tất cả cảm xúc xa sút giảm rất nhiều hắn đã có tình kết cho nên nhìn về phía linh khê lão tổ lão tổ tu sĩ chúng ta chẳng phải tu hành vì trường sinh sao Tại sao phải chém chém giết giết, người sống mới có hy vọng, một khi chết. chấm chấm chấm, chấm chấm, còn ý nghĩa gì, chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Khúc mắc này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm trong lòng Bạch Tiểu Thần, lúc này tâm tư của hắn xa sút cho nên cũng nói ra vấn đề này rất sâu cho dù là linh khê lão tổ cũng trầm mặc không nói hắn không cho bạch tiểu thuần đáp án hắn chỉ đứng đó im lặng thật sâu vẻ mặt của hắn càng tang thương lúc hắn nhìn bạch tiểu thuần trong nhu hòa còn mang theo đau lòng hắn đau vì đệ tử ưu tú nhất linh khê nhất hắn biết bạch tiểu thuần từ ngày đầu tiên đi vào tông môn đã ôm mộng tưởng trường sinh Hắn càng đau lòng cái mộng tưởng trường sinh, đệ tử rất sợ chết nhưng trên đường phát triển nhìn thấy tu chân giới tàn khốc nhưng vẫn chấp nhất như vậy, vẫn giữ tấm lòng ban sơ, hắn hiểu muốn làm thế quá khó khăn, tiểu thuần. chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Linh Khê lão tổ nhẹ giọng nói, người sống thì có hy vọng, sau khi chết đi lại không còn gì, lão phu không dám nói tới những người khác, nhưng tất cả những đệ tử chết trận trong mộ địa. chấm chấm chấm, chấm chấm Bọn họ chết vì đạo tâm của mình, cái gì là đạo? Bạch Tiểu Thuần ngây thơ, vấn đề này lúc ở Cầu Vồng Tinh Không Đạo Cực Tông cũng gặp qua, hắn vẫn không có đáp án, hắn chỉ lờ mờ cảm thấy ta muốn trường sinh mà thôi, từ đạo này quá mức thâm thúy, không ai có thể nói rõ nó được. chấm chấm chấm, chấm chấm, lão phu sống quá lâu cho nên có chút cảm nhận của mình. chấm 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 đạo chính là chấp niệm những anh liệt chết trận chẳng lẽ họ không sợ tử vong hay sao bọn họ không chấp nhất vì trường sinh sao có thể tông môn là nhà bọn họ bọn họ vì bảo hộ nhà mình, vì thủ hộ gia viên bản thân, bọn họ nguyện ý hy sinh, nguyện ý vùi chấp niệm bản thân vào đáy lòng, cho dù có tiếc nuối, thì bọn họ vẫn tiến lên, đừng nói bọn họ, cho dù là lão phu lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả mọi người có khả năng rời đi nhưng ta không thể đi, thời khắc tông môn diệt vong chính là thời điểm lão phu vẫn lạc, ví dụ như ngươi. chấm 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 Tiểu Thuần, năm đó trận chiến tại sơn mạch Lạc Trần, vì cái gì ngươi lựa chọn quay đầu cứu người? Ngươi không biết một khi quay đầu lại vô cùng có khả năng chết đi sao, còn có lần này, nếu như địch nhân không phải là ba thiên nhân mà là ba bán thần. chấm chấm chấm, chấm chấm, ngươi sẽ quay lại hay chơ mắt đứng nhìn chúng ta tử vong, ngươi bỏ chạy một mình? Lời này làm nội tâm bạch tiểu thuần chấn động rất mạnh, vẻ mặt biến ảo, hắn không phải không nghĩ tới vấn đề này nhưng không có đáp án, thật sự vào thời điểm biết tông môn lâm vào nguy cơ tâm trí của hắn trống rỗng, hắn không cách nào trơ mắt nhìn tông môn bị diệt mà bản thân mình không dám tiến lên. Tâm thần bạch tiểu thuần lúc này phập phồng không nhỏ, hắn ẩn ẩn hiểu ra chấp niệm của chính mình là trường sinh. Chấm chấm chấm, chấm chấm. Nhưng bản thân mình sống trong thiên địa này có quá nhiều lo lắng, có quá nhiều không cách nào dứt bỏ, cho dù hắn không muốn chém giết nhưng vô lực dung chuyển pháp tắc của thế giới này. Vì thân nhân, vì tông môn, lúc gia viên của mình gặp phải nguy hiểm thì hắn có thể vùi chấp niệm của mình xuống, khi đó hắn sẽ lựa chọn lấy hay bỏ. Mà lấy hay bỏ này chấm chấm chấm, chấm chấm là hắn nguyện ý về phần sinh tử. Chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Giọng nói của Linh Khê lão tổ ẩn chứa tuế nguyệt, dường như với thọ nguyên của hắn cũng khám phá ra sinh tử, có đôi khi ngươi còn sống. chấm chấm chấm, chấm chấm, nhưng trong mắt người khác ngươi đã chết. chấm chấm chấm, mà có đôi khi ngươi chết nhưng trong lòng mọi người ngươi vẫn sống. chấm chấm chấm, chấm chấm chu tâm kỳ đã chết nàng lại tồn tại vĩnh viễn trong nội tâm thượng quan thiên hữu mặc dù chó mực đã tử vong nó lại sống vĩnh viễn trong lòng bắc hàn liệt trong ngươi xem những cái tên trên bia mổ tiểu thuần bọn họ đã chết trận từ trên xuống dưới trong nghịch hà tông có ai từng quên họ ai dám quên bọn họ linh khê lão tổ nói lời như chém đinh chặt sắt giống như thiên lôi mang theo đạo âm không ngừng quanh quẩn trong tâm thần bạch tiểu thần thân thể của hắn run rẩy nội tâm cũng hiểu ra gì đó những suy nghĩ không thông lúc trước cũng trở nên rõ ràng vẻ mặt hắn nghiêm túc nội tâm hiểu ra những lời này có ý nghĩa quá lớn hắn hiểu ra sinh tử hiểu mình lấy hay bỏ hắn hiểu mình nguyện ý Mặc dù trong nội tâm vẫn tồn tại bi thương nhưng lại lắng động và mang theo kính ý, kính ý càng ngày càng mạnh, cũng tràn ngập thể xác và tinh thần của Bạch Tiểu Thuần, hắn ngẩng đầu nhìn hướng mộ địa, hắn ôm quyền. chấm chấm chấm, chấm chấm, cúi đầu thật sâu, lão tổ ta hiểu. chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Bạch Tiểu Thuần thì thào, hắn cúi đầu bái tất cả người chết trận, bái bọn họ hy sinh, bái bọn họ không sợ, càng bái anh linh bọn họ. Tông môn, cho dù trải qua ngàn vạn năm nhưng người chết trận vẫn sống trong nội tâm của người còn sống, trường tồn vĩnh hằng. Bọn họ chết trong thiên địa nhưng sống trong năm tháng. Sau khi cởi bỏ khúc mắc của Bạch Tiểu Thuần, trên mặt Linh Khê lão tổ tươi cười với Bạch Tiểu Thuần, hắn rất quan tâm Bạch Tiểu Thuần, hơn nữa hắn cũng chiến bại ba thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần là linh hồn của Nghịch Hà Tông, dù hôm nay Nghịch Hà Tông Linh khê cùng huyết khê nhất mạch dung nhập với nhau, cho dù như thế bạch tiểu thuần vẫn không thể thay thế. Trọng yếu nhất bạch tiểu thuần vốn là đệ tử dòng chính của linh khê nhất mạch tiểu thuần, ngươi mất tích trong man hoang nhiều năm, lúc này vừa mới trở về, chẳng lẽ ngươi cũng nghe nói qua chuyện thiên tôn muốn lựa chọn đệ tử. Bỗng nhiên linh khê lão tổ nghĩ đến cái gì, hắn hỏi bạch tiểu thuần, thiên tôn tuyển đệ tử. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, thiên tôn thu đồ đệ, cụ thể như thế nào thì lão phu không hiểu, nhưng nghe nói qua việc này, sợ rằng không bao lâu sẽ bắt đầu ở bốn tông môn thượng du, việc này phải chuẩn bị sớm, nghe nói phàm là tu sĩ nguyên anh, bất luận xuất thân, chỉ cần là người của khu vực Thông Thiên Hà, cho dù không phải tu sĩ tông môn, mặc dù là tu sĩ gia tộc hay tán tu có thể tới tông môn thượng du qua đó. chấm 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 đi tới Thông Thiên đảo linh khê lão tổ rất cảm khái hắn hiểu rõ tuổi của mình không thích hợp trong cả khu vực thông thiên hà số lượng tu sĩ nguyên anh không ít nhiều tu sĩ nguyên anh như vậy đi tranh đoạt một cơ hội nó gần như khó hơn lên trời lúc này hắn nhìn thấy bạch tiểu thuần hy vọng to lớn sợ rằng đã vượt qua chín thành chín tu sĩ cùng bối phận mà hắn cũng nhìn ra bạch tiểu thuần trên thực tế còn chưa đạt tới thiên nhân có thể dựa vào tu vi nguyên anh đại viên mãn, dựa vào cảnh giới nửa bước thiên nhân có thể đánh ba thiên nhân một chết một tàn một trốn, việc này Linh Khê Lão Tổ chưa từng nghe nói qua trong thông thiên hà đông mạch, mặc dù là ba mạch khác cũng không có người nào nghịch thiên như vậy, cho dù như thế nào, cho dù không phải trước đó chưa từng có nhưng không kém bao nhiêu. Bạch tiểu thần lắc đầu, hắn lần đầu nghe qua việc thiên tôn thu đồ đệ, có lẽ bởi vì trận chiến tuyệt thế, ở man hoang bạch tiểu thuần có chống cự với thiên tôn ẩn ẩn cảm giác đối phương không phải người tốt nói tới thiên tôn bạch tiểu thuần lập tức lo lắng cho hầu tiểu muội hắn hỏi thăm một chút Hầu tiểu muội cùng Quỷ Nha được Thông Thiên Đảo chọn vào 10 năm trước, cũng đạt trước một vạn, tuyển chọn không chỉ đấu pháp, còn có sàng chọn tư chất và toàn bộ phương diện. Trên người Hầu tiểu muội có tư chất đặc thù cho nên có tư cách tiến vào Thông Thiên Đảo, tiếp nhận Thông Thiên Đảo chỉ điểm, một khi biểu hiện ưu tú trong tu hành thì có thể sẽ trở thành thị vệ của Thông Thiên Đảo. Việc này mỗi cách trăm năm sẽ tiến hành một lần, chỉ có điều mỗi lần chỉ chọn một vạn người, hơn nữa chỉ có vài trăm người đạt được thân phận thị vệ linh khê lão tổ giải thích rõ ràng không ít trong cảm khái còn mang theo chúc phúc cùng chờ mong sau khi nói xong cũng bởi vì chuyện chữa trị nghịch hà tông có nhiều nơi cần hắn cho nên linh khê lão tổ không tiếp tục nói chuyện với bạch tiểu thần lúc này hắn quay người rời đi Trước kia hắn biết quan hệ giữa Hầu Tiểu Muội và Bạch Tiểu Thuần, vì vậy nói lần nữa, chuyện này cụ thể thế nào ngươi nên hỏi Tống Quân Uyển, tuyển bạt 10 năm trước cử hành trong tinh không đạo cực tông, lúc ấy Tống Quân Uyển cũng đi nhưng không được chọn chúng. Bạch Tiểu Thuần gật gật đầu, hắn không tiện nói kiêng kỵ của mình với thiên tôn cho Linh Khê Lão Tổ biết, không phải không tín nhiệm, tin tức quá gợn người, bất an trong người vẫn tồn tại. Bạch Tiểu Thuần thở sâu sau đó rời đi lúc này hoàng hôn hàng lâm trăng sáng trên cao đệ tử nghịch hà tông cũng bắt đầu ngồi xuống tu hành dù sao chữa trị tông môn không phải chuyện một ngày hai ngày chiến tranh tạo thành mỏi mệt cũng cần tĩnh dưỡng lúc này bạch tiểu thuần cũng tìm được cơ hội hắn tranh thủ thời gian đi tìm tống quân uyển đã nhiều năm không gặp hắn cũng nhớ tống quân uyển một phương diện khác hắn cần từ chỗ của nàng tìm tin tức của hầu tiểu muội Tống Quân Uyển cũng dừng làm việc, kéo thân thể mỏi mệt trở về động phủ, vừa mới nuốt đan dược chữa thương, không đợi Bạch Tiểu Thuần đã đến. Tống Khuyết tới trước, đối mặt thiên kiêu Tống ra, tống quân huyền vô cùng quan tâm hôm nay tống khuyết đã là nguyên anh với tống gia mà nói đây là đại sự cho dù tống quân huyền là trưởng bối của tống khuyết đối mặt tống khuyết đã đến cũng phải đứng lên đón chào lúc nàng uốn đứng lên nội tâm tống khuyết chấn động cũng không vì tu vi cao hơn mà cao ngạo tiêu di không cần như thế khuyết nhi bái kiến cô cô tống khuyết chấp vãn bối lễ hắn nhanh chóng cúi đầu hắn bài bộ dạng tiểu bối giống như lúc tu vi không bằng tống quân huyền nội tâm tống quân nguyện cảm thấy thoải mái cũng nói tống khuyết thật hiểu chuyện cũng nói vài lời với hắn khuyết nhi hiện tại ngươi đã là nguyên anh cô cô chào ngươi cũng phải mặc dù lễ phép không thể loạn nhưng tu chân giới thực lực vi tôn tống khuyết nghe vậy cười khổ nội tâm nói thầm nếu không vì bạch tiểu thuần dựa vào tu vi của mình trong tống ra hôm nay lúc này tới chào cô cô cũng bỏ đi dù sao hắn là tu sĩ nguyên anh hôm nay cách nguyên anh trung kỳ không xa không nói cô cô cả tống ra trừ lão tổ ra người khác gặp mình cũng phải bái kiến vừa nghĩ tới thân phận tống quân nguyện vừa nghĩ tới bạch tiểu thuần tống khuyết phiền muộn đồng thời cũng có sợ hãi hắn mặc dù thích nhìn biểu lộ phiền muộn của bạch tiểu thuần nhưng không dám lộ ra trước mặt bạch tiểu thuần quá nhiều bởi vì xảy ra nhiều chuyện trong man hoang cho nên hắn thành thục hơn nhiều cho dù không muốn thừa nhận nhưng nội tâm hắn kính sợ bạch tiểu thuần rất nhiều bạch tiểu thuần nhiều lần dùng thân phận dượng mà giáo huấn hắn đối mặt với tống quân huyền tống khuyết tuyệt đối không chỉ là trường bối đơn giản như vậy bằng không hôm nay hắn không tới đây trước tiên bái kiến tống quân uyển mà không phải lão tổ tống gia cô cô không nên như thế khuyết nhi trong mắt ngài vẫn là tiểu bối năm đó nghĩ tới đây tống khuyết thở sâu hắn lại cúi đầu với tống quân uyển tống quân uyển tươi cười nhiều hơn ánh mắt nhu hòa cũng khiêu ngạo vì tống gia xuất hiện kỳ lân tử vì vậy hắn hỏi tống khuyết những chuyện khi mất tích trong man hoang nhiều năm qua Đối với chuyện này, Tống Khuyết ấp úng, miêu tả không phải rất triệt để, nội tâm của hắn càng xấu hổ, nếu như những người khác hỏi thì hắn còn có thể ngạo nghễ một ít, đối mặt Tống Quân Uyển thì hắn không được tự nhiên. Tống Quân Uyển cũng nhìn ra Tống Khuyết không đúng, bờ mi nhíu lại, nàng vốn có tướng mạo tuyệt mỹ, hiện tại cau mày càng kinh diễm động lòng người, cũng có uy nghiêm, vào lúc muốn hỏi cẩn thận, bên ngoài động phủ của nàng có tiếng nói mang theo trêu chọc của Bạch Tiểu Thuần, "Uyển nhi tiểu thân thân, ta đến đây." âm thanh từ bên ngoài động phủ truyền vào tâm thần tống khuyết rung động không nhỏ gương mặt tống quân huyền đỏ lên trong mắt mang theo ý giận nàng bị bạch tiểu thuần trêu chọc như vậy trước mặt vãng bối nàng cũng có cảm giác tim đập rộn và xấu hổ lúc này vung tay mở cửa động phủ bạch tiểu thuần vừa đi vào đã nhìn thấy tống khuyết ồ khuyết nhi cũng ở đây gương mặt tống khuyết đen kịt tống quân uyển nhìn thấy vẻ mặt tống khuyết như vậy thì suy nghĩ càng có chút ít băn khoăn biết rõ nếu không phải vì mình bạch tiểu thuần cũng không chiếm tiện nghi của tống khuyết vì vậy đang muốn nói chuyện nhưng bạch tiểu thuần nhanh hơn hắn đã nói trước uyển nhi ngươi không biết đâu Man hoang là nơi như thế nào, nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều trải qua sinh tử, ta vì cứu khuyết nhi không sợ bại lộ thân phận, không tiếc đắc tội quyền quý, thậm chí càng gì hắn mà diệt một gia tộc thiên hầu, đó là thiên hầu đấy, cả man hoang lớn như vậy cũng chỉ có 108 thiên hầu, cho dù là kẻ nào cũng là đại nhân vật bạch tiểu thuần cảm thán lên tiếng trong mắt tràn đầy hồi ức giống như mình vì cứu tống khuyết mà trả cái giá lớn thảm trọng ta còn nhớ lần đầu gặp khuyết nhi trong man hoang bộ dạng của hắn thật thê thảm toàn thân đều là ống bị gia tộc thiên hầu xem như linh thạch sống uyển nhi người biết cái gì là linh thạch sống không chính là không ngừng cho ăn rất nhiều dược vật cưỡng ép oanh mở kinh mạch sau đó gia tăng tu vi hết lần này tới lần khác lại hạn chế thân thể không ngừng tra tấn để bản thân vận chuyển tu vi mà linh lực vận chuyển được truyền vào trong những cái ống đó hình thành linh khí trong khu vực nhất định, từ đó cung cấp linh khí dùng không hết cho đám tiểu bối gia tộc hấp thu tu hành. Bạch Tiểu Thuần miêu tả rất sinh động, hắn nói làm Tống Khuyết cảm thấy không được tự nhiên nhưng lại nhớ tới cảnh tượng năm xưa liền tái mặt, đồng thời cũng làm cho Tống Quân Uyển hít khí lạnh, nàng tức giận hoa dung thất sắc. Chấm chấm, quá phận. Tống Quân Uyển vô cùng tức giận, nàng nhìn Tống Khuyết, tại nhìn thấy gương mặt đau khổ của Tống Khuyết thì hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần nói không có chút khoa trương nào, cũng hiểu vì sao Tống Khuyết lại ấp úng như vậy, Tiểu Thuần, việc này đa tạ. Tống Quân Uyển không quan tâm Bạch Tiểu Thuần tiếp tục chiếm tiện nghi của Tống Khuyết, trong mắt nàng cảm kích cúi người cảm tạ Bạch Tiểu Thuần, khách khí như vậy làm gì, ta làm như thế không phải vì ngươi sao bạch tiểu thuần ho khan một tiếng tiến tới trước mặt tống khuyết và ôm vòng eo nhỏ nhắn của tống quân nguyện hắn vỗ ngực nói ngươi là tiểu di của khuyết nhi ta là dượng của khuyết nhi trong man hoang chúng ta là người một nhà ta không giúp hắn thì giúp ai ta không cứu hắn thì cứu ai đây là việc ta nên làm chuyện nhỏ tống quân huyền đỏ mặt nhưng không có tránh đi ánh mắt nhìn bạch tiểu thuần càng nhu hòa cũng mang theo cảm giác khác thường trước kia còn có chút khoảng cách hôm nay khi hắn ôm eo của mình cũng đã biến mất không còn lúc này nhìn ánh mắt bạch tiểu thuần mang theo tình ý rất ngọt ngào nội tâm tống khuyết thở dài một tiếng hắn hối hận khi đi báo kiến cô cô trước sớm biết bạch tiểu thuần cũng ở nơi này thì đánh chết hắn cũng không đi tới đây Đồng thời đáy lòng càng bội phục công phu câu dẫn nữ nhân của Bạch Tiểu Thuần, hắn đành phải áp chế xuống. Hắn nhớ tới Bạch Tiểu Thuần dạy Triệu Thiên kêu theo đuổi sư tỷ của mình, tính túy doanh tự quyết. Tống khuyết nghe được rất rõ ràng, đồng thời cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trong man hoan có quan hệ không minh bạch với Hồng Trần Nữ. Càng không cần nói trong man hoan còn có Trần Mạn Giao. Hồi tưởng lại những nữ tu tuyệt sắc đều có một ít câu chuyện mập mờ với Bạch Tiểu Thuần. chấm 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 chấm, điểm này càng làm tống khuyết cảm khái vô hạn, chỉ cảm thấy trời xanh đặc biệt thiên vị Bạch Tiểu Thuần hắn cố tình muốn cáo trạng để cô cô biết về trần mạn giao biết rõ hồng trần nữ lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của bạch tiểu thuần liền thở dài nội tâm của hắn đau khổ và biệt khuất hắn phát hiện ánh mắt cô cô mang theo nhu tình mật ý tới tận cùng hắn cảm giác mình đứng ở nơi này chẳng khác gì không khí vì vậy tranh thủ tìm cưới rời đi sau khi rời khỏi động phủ của tống quân huyền hắn mới cảm thấy thoải mái không ít lắc đầu nhìn đệ tử huyết khê nhất mạch hắn lập tức ngẩng dầu lên kiêu ngạo của cường giả nguyên anh bộc phát sau đó hắn tiếp nhận ánh mắt sùng bái và chào hỏi của các đệ tử thì mới lấy tự tin trở về vào lúc này trong động tống quân huyền khi tống khuyết rời đi cũng chỉ còn lại hai người bạch tiểu thuần cùng tống quân huyền đã lâu không gặp trước kia trên chiến trường gặp nhau vội vàng giờ phút này ở chung một mình Tống Quân Nguyên nhìn Bạch Tiểu Thần với ánh mắt đầy nhớ nhung. Nhất là nghe được Bạch Tiểu Thuần kể chuyện của Tống Khuyết, trong đó ẩn chứa nguy hiểm khi Bạch Tiểu Thần cứu giúp Tống Khuyết. Tất cả những việc này nàng biết Bạch Tiểu Thần cố ý khuếch đại tác dụng của bản thân nhưng dù thế nào Tống Khuyết cũng an toàn trở lại, hơn nữa tu vi đột phá tới nguyên anh là đủ rồi. Nàng ôn nhu sửa một ít nếp nhăn trên áo của Bạch Tiểu Thuần, lại không ngừng nói lời quan tâm, đã không có người ngoài nên nàng không phải xấu hổ. Bạch Tiểu Thuần càng buông lỏng khi gặp mặt Tống Quân Nguyền, hắn hưởng thụ Tống Quân Nguyền che chở như đại tỷ tỷ, hai người cùng ngồi lên ghế. Bạch Tiểu Thuần hơi có nói khoác nhưng cũng nói một lần quá trình mình cứu Tống Khuyết cho nàng nghe. Trong đó hắn trọng điểm nhấn mạnh tác dụng bản thân, rất có bộ dạng nhờ có mình cho nên Tống Khuyết mới được cứu thoát, đồng thời ánh mắt vụng trộm dò xét Tống Quân Nguyền tuy không gặp nhiều năm nhưng tống quân nguyện vẫn xinh đẹp như trước dung nhan còn mang theo thành thục lông mi lá liễu cong cong mang theo xinh đẹp khác thường trong mắt ôn nhu như nước bạch tiểu thuần cảm thấy tim đập nhanh hơn vài phần Nhất là dáng người tống quân uyển có lồi có lõm, rất là nóng bỏng, eo nhỏ mềm mại như cành liễu không xương, bờ mông đầy đặn mượt mà, trên người nàng sinh ra mị lực kinh người, bởi vì ăn mặc lớn mật cho nên bạch tiểu thuần âm thầm nuốt nước bọt, nội tâm thầm hô yêu nghiệt, nội tâm cũng so sánh tống quân uyển và hồng trần nữ với nhau, cuối cùng hắn cũng phải cảm khái về dáng người hoàn mỹ thì tống quân uyển càng tốt hơn. Hắn cũng phát hiện mình thời gian gần đây không đúng, dường như từ sau khi xảy ra chuyện trong rừng khi ở man hoang, bị Hồng Trần nữ cố ý đẩy ngã thì mình đã thông suốt hơn rất nhiều. chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Dường như nhìn thấy Bạch Tiểu Thần vụng trộm dò xét mình. Tống Quân Nguyền cảm thấy tim đập nhanh hơn một ít, nàng cố ý mỉm cười bình thản, đôi mắt đẹp giả vờ như không biết, thậm chí còn tận lực biểu hiện dáng người cho Bạch Tiểu Thần nhìn. Chờ đợi cả buổi nhưng phát hiện Bạch Tiểu Thuần chỉ nhìn lén mà không dám hành động gì, nội tâm Tống Quân nguyện căm tức, trong mắt có ít u oán nhiệt tình giảm xuống, thậm chí trên sắc mặt còn mang theo chút lạnh lùng, nếu không có việc gì thì ta còn muốn đà tọa một chút. Bạch Tiểu Thuần nhìn vào trong mắt, cũng sững sờ, suy nghĩ mới vừa rồi còn tốt mà, nhất là bộ dạng nhiệt tình kia, hiện tại đảo mắt đã biến hóa, hắn thật sự không hiểu, nghĩ đến hiện tại muốn hỏi chuyện của hầu tiểu muội có chút không tốt. chấm 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 phẩy chấm phẩy chấm phẩy chấm phẩy chấm. vì vậy hắn nháy mắt vài cái và hỏi dò, a hát. ta đây đi, không tiễn. tống quân huyền nghe vậy oán khí trong lòng càng sâu, sau đó hử lạnh lườm bạch tiểu thuần. Lúc này Bạch Tiểu Thuần sững sờ không rõ, hắn thở dài, cảm thấy nữ nhân là sinh vật kỳ quái. Hồng Trần nữ như vậy, Tống Quân Huyền cũng như vậy, chẳng lẽ nữ nhân lớn tuổi đều như vậy? bạch tiểu thuần cũng phải thừa nhận điểm này trong nội tâm vô hạn nhớ mong hầu tiểu muội hắn cảm thấy vẫn là hầu tiểu muội nhu thuận ta đi thật đấy bạch tiểu thuần sờ sờ cái mũi hắn đứng lên tống quân nguyền tức giận nhắm mắt không nhìn hắn bạch tiểu thuần cảm thấy xấu hổ trong lòng cũng có chút tức giận hắn hất tay áo muốn rời đi nhưng lúc đi bảy tám bước lại nghe tống quân huyền hỏi thăm lần này về tông trong bao lâu ta cũng không biết sau khi giải quyết xong chuyện của tông môn ta muốn đi tinh không đạo cực tông bạch tiểu thuần cũng tức giận cảm thấy tống quân huyền thật khó hiểu lúc trả lời một câu lại đi thẳng Tống Quân Nguyền nghe vậy mở mắt ra, nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, phát hiện hắn sắp rời đi, nhất là nghe được Bạch Tiểu Thuần nói thế thùy nàng ẩn ẩn hiểu ra, dùng tu vi và thiên tư của Bạch Tiểu Thuần, tuy nghịch Hà Tông là nhà hắn nhưng hiển nhiên hắn vĩnh viễn không ở nơi này, sợ rằng hắn vừa rời đi sẽ rất lâu mới có thể trở về nghĩ tới đây nghĩ đến cảm giác khoảng cách lúc gặp nhau trên chiến trường sâu trong mắt tống quân uyển có chút dãy giụa nàng ẩn ẩn cảm giác nếu lúc này mình không bắt được hắn như vậy có lẽ chấm 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 theo thời gian trôi qua khoảng cách sẽ càng ngày càng xa chẳng những cảm giác sẽ nhạt đi quan hệ giữa hai người cũng không còn những năm qua tông môn bấp bênh nàng nhìn thấy quá nhiều sinh tử biệt ly nàng không biết mình có thể đột phá kết đan bước vào nguyên anh hay không cũng không biết trong tương lai mình có chết trận hay không nàng chỉ hiểu những năm qua bạch tiểu thuần là người duy nhất dám trêu chọc mình như năm đó hết lần này tới lần khác lại không làm nàng phản cảm thậm chí lần lượt xảy ra nhiều việc thân ảnh bạch tiểu thuần càng khác sâu trong đáy lòng của nàng nghĩ tới đây ánh mắt tống quân huyền dẫy giụa và có quyết định, nàng vốn là ma nữ của huyết khê tông, cũng không phải tông môn chính đạo như linh khê tông. Sau khi đã có quyết định rõ ràng, tống quân huyền không do dự nữa, trong mắt dần dần sinh ra thần thái mê người, nàng duỗi người bày ra bộ dáng hoàn mỹ nhất của mình cho hắn xem, ngay cả lời nói mang theo ngữ khí lười biếng hấp dẫn người khác, tiểu thuần, ngươi tới, ta cho ngươi xem thứ này lời của nàng lọt vào trong tay bạch tiểu thuần giống như có bàn tay nhỏ bé bóp lấy trái tim của hắn ỏ oàn thân bạch tiểu thuần run rẩy hắn hừ một tiếng và nói không xem mặc dù hắn nói như thế vẫn dừng bước đầu của hắn không khống chế quay ngược lại hắn nhìn thấy tống quân uyển bày ra tư thế mê người nội tâm cũng kinh hoàng hoảng hốt thời điểm hô to yêu nghiệt và cố ý bình ổn tâm tình nghe lời tại sao còn không dám tới sợ ta ăn ngươi hay sao tống quân huyền nhìn hắn nàng vẫy vẫy tay gọi bạch tiểu thuần tới gần trái tim bạch tiểu thuần chấn động hắn lại hừ một tiếng ta sợ ngươi bạch tiểu thuần trừng mắt hắn lập tức đi tới bên người tống quân huyền hắn đứng trước mặt nàng và nói nói đi ngươi muốn cho ta xem cái gì tống quân uyển che miệng cười cười đôi mắt mang theo gợn sóng giống như có thể dìm chết bạch tiểu thuần hắn nhìn thấy nàng như vậy thì hít thở dồn dập đúng lúc này tống quân uyển vỗ túi chữ vật ngay sau đó trong tay nàng xuất hiện một viên thuốc ngươi xem đây là cái gì bạch tiểu thuần sững sờ hắn lại bất mãn, hắn còn tưởng rằng Tống Quân Nguyền muốn cho mình xem cái gì, hóa ra là một viên đan dược, nội tâm hắn nói thầm như thế, sau khi nhìn rõ viên đan dược, với tạo nghệ đan đạo của hắn hiện tại tự nhiên nhìn ra nó là đan dược gì, đây là phát tình đan a hát, tại sao ngươi còn? chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Bạch Tiểu Thuần vừa nói tới đây liền hít khí lạnh, hắn lập tức nghĩ tới Hồng Trần Nữ. chấm chấm chấm. Chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Nhưng vào lúc này, chấm chấm chấm, chấm chấm, tống quân huyền xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt của nàng càng to gan hơn, lúc này bàn tay. Chấm chấm chấm, chấm chấm, bóp nát đan dược. Bà, khi phát tình đan bị tống quân huyền bóp nát, âm thanh quen thuộc vang lên bên tai bạch tiểu thuần, nó như sấm sét to lớn trong lòng hắn. Sau khi phát tình đan vỡ vụn lại sinh ra sương mù màu đỏ, trong chốc lát nó khuếch tán ra chung quanh, không đợi Bạch Tiểu Thuần kịp phản ứng, sương mù đã bao phủ hắn và Tống Quân Uyển vào trong, a hát. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đầu óc kêu ông ông, hắn vô ý thức muốn lui về phía sau nhưng không chờ hắn lui được vài bước đã bị thân thể mềm mại nhỏ nhắn ôm chặt, không muốn a hát. Chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập hắn lại nháy mắt mấy cái. Hắn phát hiện sâu trong lòng còn có chờ mong nhưng vẫn tranh thủ hét lớn. Uyển Nhi, ngươi chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Ah hát. Chấm 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 chấm, đừng xé y phục của ta ah hát. Đây là lần đầu tiên của ta. Chấm 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 phẩy chấm phẩy chấm phẩy chấm chấm bạch tiểu thuần kêu thảm thiết cực kỳ khoa trương thậm chí trong sương mù đỏ bao phủ hắn rõ ràng có thể dẫy dụa nhưng dẫy rụa không mạnh hắn chỉ kêu la thảm thiết mà thôi hắn sợ a hát sợ bị tống quân Nguyền biết rõ mình ở man hoang đã sớm bị hồng trần nữ làm như thế vì vậy hắn càng ra sức kêu thảm thiết đừng như vậy để cho ta chuẩn bị một chút chấm 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 phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm trong sương mù có tiếng kêu thảm thiết của bạch tiểu thuần vang lên không dứt bên tai nhưng trên thực tế ở trong sương mù kia hắn chỉ giả vờ giả vịt chống cự vài cái sau đó lại âm thầm như mời gọi thậm chí hữu ý vô ý còn bày ra mấy tư thế giúp tống quân uyển xé quần áo của mình thuận lợi hơn tống quân uyển vào lúc này thở dốc kịch liệt câm miệng muốn lần đầu tiên của ngươi sau khi hắn nói xong là âm thanh xé rách quần áo vang lên Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết nhưng cũng dừng lại, vào lúc này hắn hít thở thật sâu, nương theo tiếng kêu đau đớn của Tống Quân huyền chính là sương mù quay cuồng. Thời gian trôi qua, một canh giờ sau. Chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Khi sương mù biến mất, tống quân huyền đã khôi phục thần trí cũng mặc quần áo tử tế và gương mặt hồng nhuận phơn phớt nàng đang sửa sang quần áo ốp lúc nghiêng đầu nhìn sang trong mắt càng có đắc ý càng có ngọt ngào nhìn bạch tiểu thuần hai tay ôm đầu gối ngơ ngác ngồi ở đó bộ dạng bạch tiểu thuần như vậy càng làm nàng thỏa mãn trên thực tế bạch tiểu thuần không như vậy thì nàng sẽ hoài nghi lúc này nàng cảm thấy mỹ mãn Tống Quân Nguyền cười nhạt nói, đi, còn không mặc quần áo tử tế, yên tâm, ta sẽ phụ trách với ngươi. Nhưng trên thực tế Bạch Tiểu Thuần ngần người có ba thành là thật, bảy thành đều là giả. Chấm chấm chấm, chấm chấm, hắn không dám không ngẩn người A Hát, hắn thật sự sợ Tống Quân Nguyền biết rõ chân tướng, vào lúc này cũng chỉ có thể như thế, nội tâm của hắn đang so sánh giữa Tống Quân Uyển với Hồng Trần Nữ vừa so sánh, nội tâm Bạch Tiểu Thuần đã xoắn suýt, hắn phát hiện hai người rất hoãn mỹ, một tràn ngập giã tính, một người thiên tư kinh người, đúng là Mai Lan Cúc Trúc mỗi người mỗi vẻ. Trên mặt của hắn mang theo đau khổ, thậm chí sau khi nhớ lại càng run run, dùng tỏ vẻ đây là lần đầu tiên của mình. Chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Về phần trong ba thành là thật kia, nội tâm của hắn cảm khái vô hạn, hắn cảm giác hai lần của mình đều bại trong tay phát tình đan chấm chấm chấm, chẳng lẽ phát tình đan khắc ta? Lần thứ nhất như vậy, lần thứ hai cũng như vậy, chẳng lẽ còn có lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm? Chấm chấm chấm, chấm chấm, bạch tiểu thuần bất đắc dĩ nhưng đồng thời nội tâm sinh ra một tia chờ mong. Nhìn thấy bộ dạng bạch tiểu thuần như tức phụ bị trà đạp, nội tâm tống quân huyền càng đắc ý, nàng lấy một bộ y phục trong túi chữ vật đa cho bạch tiểu thuần, nhìn thấy bạch tiểu thuần còn đang ngẩn người, vì vậy lên tiếng an ủi, cũng mặc quần áo cho bạch tiểu thuần. Trong quá trình lề mề như thế, bạch tiểu thuần ngây ngốc, tùy ý để tống quân huyền mặc quần áo tử tế cho mình, nội tâm âm thầm đắc ý, cảm giác mình hành động lúc trước quá hoàn mỹ. Hắn không khỏi sinh ra cảm khái, suy nghĩ nhất định là mình quá mê người, bằng không đang tự hỏi vì sao Hồng Trần nữ muốn cố ý dùng phát tình đan mê hoặc chính mà. Tống Quân Uyển cũng như thế, không trách các nàng, chỉ trách ta quá ưu tú. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây cũng cam chịu do mình quá ưu tú, bất đắc dĩ thở dài. Hắn càng như vậy, Tống Quân Uyển lại càng đắc ý, vỗ vai Bạch Tiểu Thuần sau đó an ủi vài câu. Bạch Tiểu Thuần thừa cơ tranh thủ hỏi thăm chuyện của Hầu Tiểu Muội. Nếu như đổi thành trước kia Bạch Tiểu Thuần hỏi như vậy. Tống Quân Nguyền có trả lời nhưng trong nội tâm nhiều ít không thoải mái, hiện tại nàng cảm thấy mỹ mãn, không có bất kỳ cảm xúc mâu thuẫn, cũng nói với Bạch Tiểu Thuần. Trong lần tuyển chọn đó, trong nghịch Hà Tông có tới mấy người tham gia đi tinh không đạo cực Tông, lại tiến hành thí luyện với 10 vạn tu sĩ của thông thiên Hà Đông Mạch. Cuối cùng Tống Quân Nguyện không thông qua, trên thực tế người chính thức thông qua của nghịch Hà Tông chỉ có một mình quỷ nha mà thôi, lúc kiểm tra tư chất của hầu tiểu muội lại phát hiện tư chất nàng phù hợp với một môn thần thông pháp thuật của thông thiên đảo, cho nên nàng mới được phá cách thu, nàng đi cùng quỷ nha tới thông thiên đảo tu sĩ như hầu tiểu muội không phải duy nhất trên thực tế trong miêu tả của tống quân nguyền hơn 10 vạn tu sĩ đó có bảy tám người có trạng thái tương tự hầu tiểu muội bởi vì tư chất phù hợp với pháp thuật truyền thừa cho nên bị chọn đi nghe đến đó biết rõ hầu tiểu muội không phải duy nhất Bạch Tiểu Thuần cũng an tâm một ít, nhất là nghe Tống Quân Nguyễn nói, tiền chọn từ xưa tới nay đều từng xuất hiện chuyện này, nó đã duy trì suốt mấy ngàn năm qua, trọng yếu nhất là, tất cả cuối cùng không thể trở thành thị vệ của thông thiên đảo, đại đa số an toàn trở về, cũng không có xuất hiện chuyện thương vọng, lúc này nội tâm Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, có lẽ là ta nghĩ nhiều. Chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Hắn đã hiểu việc của hầu tiểu muội bạch tiểu thuần lại giả vờ giả vịt một phen lúc này trên mặt tống quân nguyện có mệt mỏi bạch tiểu thuần nháy mắt mấy cái biết rõ vừa rồi hai người giày vò cũng hung ác chấm 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 vì vậy vội ho một tiếng cáo từ rời đi trước khi đi hắn cho tống quân nguyện một thiên nhân hồn hắn cũng không có gom đủ năm thiên nhân hồn cũng không có ngũ hành thuộc tính tuy chỉ có một thiên nhân hồn cũng là trí bảo trong khu vực thông thiên hà thông qua một ít con đường có thể nhờ tông môn đổi ngũ hành thiên thú hồn, đối với việc tống quân nguyện kết anh có chỗ tốt quá lớn, chẳng những có thể giúp nàng thuận lợi tiến giai, quan trọng hơn một khi thành công, nàng chính là thiên thú hồn nguyên anh, là cùng cấp với thiên kiêu tinh không đạo cực tông, hơn nữa đứng cùng cấp độ trong cảnh giới nguyên anh. Từ đó sẽ trợ giúp nàng rất lớn trong tu luyện. Nhìn thấy bạch tiểu thuần cho mình thiên nhân hồn tống quân huyền cảm động nàng lần đầu nhìn thấy lễ vật quý trọng như thế nội tâm nàng cực kỳ chấn động ánh mắt nhìn bạch tiểu thuần mang theo ngọt ngào sâu đậm không có khách sáo với bạch tiểu thuần tống quân huyền trực tiếp cầm lấy thiên nhân hồn tuy trước khi bạch tiểu thuần đi nàng tiến lên lén ôm bạch tiểu thuần dùng thân thể nóng bỏng cảm tạ bạch tiểu thuần tim bạch tiểu thuần đập rộn lên dù sao mới trải qua mưa móc trước mắt bị tống quân uyển ôm lấy hắn liền nhớ tới cảnh tượng hương diễm lúc trước sợ bị tống quân uyển nhìn ra sơ hở bạch tiểu thuần vội vàng nói vài câu sau đó rời đi sau khi rời khỏi động phủ bạch tiểu thuần cảm thấy nội tâm sao động không nhỏ nhịn không được hô to một tiếng yêu nghiệt trong nội tâm cảm khái mình quá ưu tú ngay sau đó hắn lại phiền muộn, không được a hát, còn có hầu tiểu muội nữa, cũng không thể để nàng biết rõ a hát. Nghĩ tới đây bạch tiểu thuần không thể khống chế suy nghĩ, suy nghĩ không biết hầu tiểu muội có dùng phát tình đan hay không, nếu như không có thì hắn sẽ tìm cơ hội trong lúc vô tình cho nàng mấy viên. Chấm chấm chấm, không được, bạch tiểu thuần ta đâu phải loại người này bạch tiểu thuần lại cảm thấy không đúng hắn cho rằng mình là người thuần khiết vào lúc này hắn sinh ra cảm giác không tên cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn trời cảm khái vì cái gì lại cho ta ưu tú như vậy trong lúc thở dài bạch tiểu thuần trở lại động phủ trong nghịch hà tông vào trong động phủ bạch tiểu thuần khoanh chân ngồi xuống sau đó suy nghĩ một lúc và thở dài thái độ tinh không đạo cực tông không rõ vì phòng ngừa vạn nhất dưới mắt trọng yếu nhất phải nhanh chóng đột phá thiên nhân chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần đã có quyết định, ta muốn luyện hỏa diễm 21 màu. Nếu không có tinh không đạo cực tông ngầm đồng ý, ba tông môn trung du không dám diệt nghịch Hà Tông. Chấm chấm chấm, chấm chấm, có lẽ người khác không? Hiểu về tinh không đạo cực tông. Bạch tiểu thần sống trong tinh không đạo cực tông đã có nhận thức rõ về tinh không đạo cực tông là như thế nào? Trong tinh không đạo cực tông có năm lão tổ thiên nhân, năm người này chư thiên nhân của thiết huyết đường ra, bốn người khác phân biệt đều là người của bốn mạch mạnh nhất tinh không đạo cực. Như đồng tử ở đông không vực, ba mạch khác cũng như vậy, đều có lão tổ thiên nhân tọa chấn, trong đó có liên quan tới lợi ích của gia tộc, mà tông môn Trung Du trên thực tế chính là thế lực của bọn họ kéo dài. Nghịch Hà Tông sau khi đi vào Trung Du cũng cung phụng đồng tử không ít, thậm chí còn nhiều hơn khổng Hà Viện năm đó, cho nên nói lần này ba tông môn xâm chiếm nghịch Hà Tông, không bằng nói. Chấm chấm chấm, chấm chấm, đây là mấy thiên nhân trong tinh không đạo cực tông đánh cờ với nhau, rất rõ ràng. Chấm chấm chấm, chấm chấm, đồng tử trên không vực là phương yếu thế trong ván cờ này, hắn không cách nào đối kháng ba thiên nhân còn lại kể từ đó nghịch Hà Tông cũng bị hắn buông tha, cho nên sau đó mới xuất hiện chuyện ba tông diệt môn. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, nhìn như đánh cho ba tông môn tàn phế nhưng trên thực tế chính là một cái tát vỗ vào mặt ba tên thiên nhân trong tinh không đạo cực tông. Có thể tưởng tượng biết rõ chuyện này sẽ không chấm dứt ba tên thiên nhân trong tinh không đạo cực tông tùy thời sẽ chút lửa giận vào nghịch Hà Tông. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không muốn đối mặt với cục diện này, đối diện với hạo kiếp của tông môn, hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể như vậy, hy vọng Trần Hạ Thiên xem mặt mũi ta cứu đệ tử và con gái của hắn không nên quá phận. chấm chấm chấm, còn có tổ phụ Bạch Lân cũng hy vọng có thể cân nhắc giao tình giữa ta và Bạch Lân. chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm Bạch Tiểu Thuần xoa xoa mi tâm, hắn cau mày nhưng hiểu không thể mang hy vọng ký thác lên thân kẻ khác, tất cả nhân tố chỉ có thể dựa vào bản thân Nghịch Hà tông đầy đủ cường đại, cái khác chỉ là dệt hoa trên gấm, trở thành thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần cảm giác áp lực của mình không nhỏ, hiện tại biện pháp hóa giải duy nhất là hắn đột phá thiên nhân. Dùng tu vi thiên nhân gia tăng chiến lực của mình cực mạnh, lại làm cho người ta kiêng kỵ mới có thể chính thức thủ hộ Nghịch Hà tông. Ánh mắt bạch tiểu thuần lộ ra thần tháo quyết đoán, hắn bế quan trong mật thất luyện hóa hỏa diễm 21 màu, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, về phần tiêu hao trong luyện hỏa, nơi này là khu vực thông thiên hà, trước khi bạch tiểu thuần rời man hoang, đệ tử bạch hạo đã cho hắn rất nhiều hồn. Số hồn này đủ trèo chống bạch tiểu thuần nhiều lần thất bại, chỉ cần bạch tiểu thuần luyện thất bại vài lần sau đó tổng kết kinh nghiệm, như vậy hắn cuối cùng có thể luyện thành hỏa diễm 21 màu. Thời gian trôi qua, lại qua mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần lâm vào trạng thái điên cuồng trong mật thất, tóc loạn cũng không quan tâm, hắn toàn tâm toàn ý đặt mục tiêu tìm hiểu cách luyện chế Hỏa Diễm 21 màu, hắn cẩn thận phân tích mỗi chi tiết, cẩn thận cân nhắc mỗi một bước trong đó. Có lẽ áp lực bản thân không nhỏ cho nên Bạch Tiểu Thuần đã bộc phát, trong đầu không ngừng suy nghĩ, bởi vì trong khu vực Thông Thiên Hà có thiên địa linh khí, hắn không ngừng hấp thu bổ sung cho mình, càng nuốt không ít đan dược khôi phục tinh lực do nghịch Hà tông luyện chế. Kể từ đó cứ tuần hoàn như vậy, hắn càng ngày càng quen thuộc với hỏa diễm 21 màu, lại qua 3 ngày. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên sau đó vung tay lấy hồn ra ngoài lúc này phải luyện chế không hề nghi ngờ sẽ không thành công bạch tiểu thuần biết rõ điểm này hắn muốn cũng không phải thành công hắn muốn tổng kết kinh nghiệm trong thất bại tiến bộ trong thực tiễn tốc độ hắn luyện chế cực nhanh trên thực tế trừ bạch tiểu thuần ra các luyện hồn sư khác căn bản không làm được điểm này thật sự là do tiêu hao đạt tới con số không thể tưởng tượng nổi cũng chỉ có bạch tiểu Thần có minh hoàng làm đệ tử mới có thể xa xỉ luyện hóa như vậy thời gian chậm rãi trôi qua một lần lại một lần thất bại giúp bạch tiểu thuần có lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều sau đó hắn dừng lại hắn cẩn thận điều chỉnh lại lại lấy cách điều chế ra mỗi một lần đều có thu hoạch khác nhau mặc dù hắn vô cùng mệt mỏi trong mắt hắn sinh ra hào quang càng ngày càng sáng ngời cùng lúc đó bạch tiểu thuần lại đắm chìm trong luyện hỏa hắn không quan tâm chuyện bên ngoài chuyện đã xảy ra nghịch hà tông nghịch chuyển hoa lệ bạch tiểu thuần đánh một ta ẩn với ba thiên nhân hôm nay cũng dần dần truyền ra oanh động tu sĩ trung du đồng thời cũng truyền vào hạ du và mạt du càng không cần nói tới tinh không đạo cực tông bạch tiểu thuần trở về và đại chiến với ba thiên nhân một trận vô số người quen biết bạch tiểu thuần trong tinh không đạo cực tông vừa nghe tin tức này lại kinh hãi hấp khí lạnh cảm thấy không thể tưởng tượng tâm thần dung chuyển vào lúc này lão tổ đạo hà viện bị chảm thân thể tông môn bị thu hắn đã không để ý tất cả lâm vào điên cuồng hắn liên hợp lão tổ tinh hà viện đi tới tinh không đạo cực tông một đường đồng hành còn có một trưởng lão nguyên anh của cực hà viện bạch tiểu thuần xuất hiện làm bọn họ run rẩy như cầy sấy cũng có không cam lòng biệt khuất cực kỳ mãnh liệt lần này liên thủ đi tới tinh không đạo cực tông lập tức phân tán ra đi tìm lão tổ của mình trong đó lão tổ đạo hà viện đi tìm trần hạ thiên chính là sư phụ triệu thiên kiêu hắn vốn giang bế quan nghe bên ngoài truyền tin tức nghịch hà tông sau đó là tin tức bạch tiểu thuần trần hạ thiên phản ứng đầu tiên chính là quá mức vớ vẩn ngay sau đó tin tức liên tục truyền tới trần hạ thiên xác và tức giận to lớn hắn có ấn tượng về bạch tiểu thuần nhưng không đặt trong lòng dù đối phương gián tiếp cứu đệ tử và con gái của hắn nhưng hắn là tồn tại cao cao tại thượng hắn sẽ không bỏ qua bạch tiểu thuần thậm chí năm đó mọi người bị truyền tống vào man hoang hắn cũng toàn lực phát động thế lực tìm kiếm đệ tử cùng con gái cuối cùng thành công cứu đệ tử và con gái trở về về phần bạch tiểu thuần hắn căn bản không quan tâm tới hiện tại cái tên này sắp biến mất trong trí nhớ của hắn lại xuất hiện lần nữa hơn nữa vừa xuất hiện bày ra chiến lược làm trần hạ thiên cao mày vào lúc này thiên nhân đạo hà viện bị chạm thân thể đã tới hắn vừa gặp trần hạ thiên thì hắn ủy khuất cúi đầu tiền bối cứu ta cường giả thiên nhân cảnh dưới trướng của mình tọa trấn trung du hôm nay chỉ còn lại nguyên thần sắc mặt trần hạ thiên biến thành âm trầm trong người hắn có phong bạo bùng phát rốt cuộc xảy ra chuyện gì theo Trần Hạ Thiên lên tiếng, uy áp kinh người bộc phát, hắn lên tiếng hỏi. Sau khi cảm nhận uy áp của Trần Hạ Thiên, Nguyên Thần Đạo Hà lão tổ vội vàng nói quá trình của trận chiến, cũng nói chi tiết không giấu giếm. Nghe Bạch Tiểu Thuần đánh bại ba người liên thủ, hơn nữa còn đánh nát thân thể của hắn. Trần Hạ Thiên cau mày hừ lạnh, trong mắt của hắn Đạo Hà lão tổ hay các thiên nhân ở Trung Du cũng chỉ là phàm đạo thiên nhân mà thôi, cũng chỉ là tồn tại yếu nhất trong thiên nhân mà thôi. Bản thân hắn là thiên thú hồn nguyên anh tấn cấp thiên nhân, hắn chính là địa phẩm thiên nhân cảnh, hơn nữa hắn là thiên nhân trung kỳ, tất cả làm cho hắn nắm chắc đánh bại ba thiên nhân trung du liên thủ, bạch tiểu thần quá phận rồi, hắn thừa dịp ta không có mặt đi đánh cướp tài phú đạo Hà Viện, cũng vơ vét toàn bộ đạo Hà Viện, còn có một phần ta chuẩn bị cống hiến cho lão tổ. Chấm chấm chấm, chấm chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Đạo Hà Lão tổ run rẩy hắn do dự một chút vẫn lên tiếng. Sau khi nghe những lời này, nội tâm Trần Hạ Thiên sớm có phán đoán cũng tức giận, thật to gan, hắn muốn chết. Trần Hạ Thiên lạnh lùng lên tiếng, thần thức của hắn liên lạc với lão tổ Thiên Nhân của Tinh Tông nhất mạch và Cực Tông nhất mạch. Hắn xem ra việc này không chỉ là việc của mình, mà là việc của Thiên Nhân Thu Cực Hà lão tổ dưới chướng bị chém giết. Tổ phụ Bạch Lân tên là Bạch Trấn Thiên, một thân tu vi kinh thiên động địa, hắn vô cùng cường đại, tính tình của hắn cũng thật lớn, giờ phút thân thể hắn như hỏa diễm, hắn lạnh lùng nhìn trưởng lão Nguyên Anh của Cực Hà Viện, nói như vậy đồn đãi bên ngoài là thật. Lão tổ Cực Hà Viện bị giết, là bị người ta chảm, là lão tổ Tinh Hà hắn. Trưởng lão cực hà viện đang quỳ ở nơi đó chịu đựng run rẩy, đang muốn giải thích nhưng không chờ hắn nói xong lại nghe bạch chấn thiên gào thét cút. Ngay sau đó tiếng nổ oanh oanh vang lên chấn động cả cầu vồng bên ngoài, trưởng lão cực hà viện phun máu tươi, hắn bị cuồng phong quét bay ra khỏi chỗ ở của bạch chấn thiên. Vào lúc này thần thức của Trần Hạ Thiên truyền âm với hắn, Bạch Huynh, việc này ngươi xem xử lý thế nào, xử lý như thế nào. Giết người thì đền mạng, Bạch Trấn Thiên lạnh lùng nói ra, về phần cháu hắn Bạch Lân nghĩ tế nào thì hắn bất chấp, bởi vì trước mặt lợi ích gia tộc, cho dù hắn yêu thích Bạch Lân cũng không thể yêu ai yêu cả lối về. Trên thực tế trước kia cực Hà Viện ra tay với nghịch Hà Tông thì hắn đã có quyết định, thậm chí bởi vậy Bạch Lân cũng tới gặp hắn, hơn nữa hai ông cháu cũng nhao nhao với nha. Chẳng những là hắn, ngay cả Trần Hạ Thiên bên kia cũng như vậy triệu thiên kiêu và đạo lữ của hắn nhiều lần tới thỉnh cầu trần hạ thiên trần hạ thiên căn bản không quan tâm hiện tại xuất hiện việc lớn như thế trần hạ thiên và bạch trấn thiên làm sao từ bỏ ý đồ thêm lão phu một phần thời điểm hai người trần hạ thiên cùng bạch trấn thiên đạt thành nhận thức chung một giọng nói già nua truyền âm với hai người người nói chuyện chính là tinh tông lão tổ cũng là gia tộc làm chỗ dựa sau lưng thiên không hội chính là tổ phụ của lý nguyên thánh có xung đột với bạch tiểu thuần lý hiển đạo lúc này bạch tiểu thuần động ba tông chẳng khác nào động tới lợi ích của bọn họ cho dù tinh hà viện tổn thất nhỏ nhất nhưng lý hiển đạo cũng không thể ngồi yên không quan tâm dù sao hắn cũng ngầm đồng ý ba tông ra tay ba người thông qua liên thủ việc này áp chế đồng tử hơn nữa cách cục đã định hắn sẽ không cho phép bạch tiểu thần phá việc này tốt nếu lý huynh cũng tán thành việc này như vậy việc này không nên chậm trễ dù sao không tông lý nguyên đạo hữu những năm qua bị chúng ta áp chế hung ác hiện tại sợ rằng sớm sinh ra một ít tâm tư trần hạ thiên lên tiếng ánh mắt của hắn lóe sáng trong năm thiên nhân của tinh không đạo cực tông có hai người họ Lý, chỉ có điều không phải một nhà. Lý Hiển Đạo và Bạch Trấn Thiên nghe vậy lập tức gật đầu, sau khi ba người câu thông với nhau, lập tức bay ra khỏi cầu vòng tinh không đạo cực tông, khí tức thiên nhân chấn động bạo phát ra ngoài. Khi nó bộc phát Lý Hiển Đạo, Bạch Trấn Thiên. Trần Hạ Thiên cũng bay ra khỏi cầu vồng, chỉ trong nháy mắt bọn họ đã đi xa, đi theo còn có lão tổ đạo Hà Viện và lão tổ tinh Hà Viện, tổng cộng 5 đại thiên nhân, sau 2 3 bước đã phá không rời đi. Mục tiêu chính là nghịch Hà Tông, muốn đi trừng trị. chấm chấm chấm, chấm chấm, Bạch Tiểu Thuần Năm đại thiên nhân dẫn phát chấn động quá lớn oanh động cả tinh không đạo cực tông, từ đó vô số đệ tử kinh hô thành tiếng, không biết xảy ra đại sự gì dẫn phát nhiều thiên nhân như vậy, xảy ra chuyện gì, ta nhìn thấy Trần lão tổ. Bạch lão tổ còn có Lý lão tổ. chấm 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 chấm, hai người khác cũng là thiên nhân. chấm 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 chấm. Vào lúc những đệ tử liên tục bàn tán với nhau, thân ảnh Triệu Thiên Kiêu xuất hiện trên bầu trời, hắn lo lắng nhìn về phía Sư Tôn đi xa, sắc mặt không ngừng biến hóa, hôm nay hắn cũng nghe nói chuyện Bạch Tiểu Thuần trở lại, nghe được tin tức Nghịch Hà Tông xoay chuyển cục diện. Nội tâm hắn hổ thẹn và dây dứt, hắn biết rõ Sư Tôn và mấy thiên nhân khác đi làm gì, nội tâm Triệu Thiên Kiêu càng bị dày vò hơn trước, mặc kệ bạch tiểu thuần là huynh đệ của ta hắn cũng không làm sai cái gì chẳng lẽ tự bảo vệ mình cũng là sai lầm sao chẳng lẽ cứu tông môn của mình cũng là sai lầm sao triệu thiên kiêu hét lớn một tiếng hắn lập tức lao thẳng về phía nghịch hà tông hắn không thể ngăn cản sư tôn nhưng hắn muốn đi đối mặt với bạch tiểu thuần đạo lữ trần nguyệt san của hắn cũng đi theo sau lưng triệu thiên kiêu hai người cùng bay đi thật nhanh sau khi hai đạo Lữ Triều Thiên đi xa, trong tinh không đạo cực tông nội còn có một người cũng tức giận vì việc này, người này chính là Bạch Lân. Hắn phát hiện tổ phụ của mình đi về phía Nghịch Hà tông. Bạch Lân tức giận, Bạch Tiểu Thuần là vạn phu trưởng của ta, tổ phụ. Bạch Tiểu Thuần không trở về, ta không thể ngăn cản ngươi tham gia diệt Nghịch Hà tông, hôm nay Bạch Tiểu Thuần đã trở lại, ngươi còn làm như thế. chấm chấm chấm, chấm chấm, chuyện này, chấm 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 chấm, là ngươi bức ta, tính tình bạch lân vốn nóng này, hiện tại hắn mang theo lửa giận ngập trời sông vào thiết huyết đường. Bạch tiểu thuần không chỉ là vạn phu trường dưới trướng của hắn, càng là chấm chấm chấm, chấm chấm, người thiết huyết đường, dù sao vạn phu trường năm đại. Quân đoàn đều là một phần của thiết huyết đường. Trong tinh không đạo cực tông trừ bốn mạch thiên nhân ra, còn có một thiên nhân. Chấm chấm chấm, chấm chấm. Người này chính là lão tổ thiết huyết đường, thân phận địa vị thiết huyết đường chỉ nghe lệnh của bán thần lão tổ cho nên cực kỳ đặc thù. Một lát sau, cũng không biết Bạch Lân bẩm báo chuyện này như thế nào, ngay sau đó có chấn động vượt xa đám người Trần Hạ Thiên bộc phát, từ phương hướng thiết huyết đường bay lên bầu trời. Khi khí thế khuếch tán, một nam tử trung niên mặc áo giáp màu đỏ như bước ra từ núi thây biển máu đi ra ngoài, năm đại quân đoàn ở đâu? Trong nháy mắt nam tử trung niên quát lớn: một câu quanh quần tinh không đạo cực tông, ngay sau đó thân ảnh từ bốn phương tám hướng lao ra ngoài, dần dần mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, chỉ trong vài giây đã tụ tập mười vạn người xuất hiện trên bầu trời, mười vạn người này chính là tu sĩ năm đại quân đoàn. Trong đó có không ít đều biết Bạch Tiểu Thuần, có không ít là chiến hữu Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn có quân đoàn vạn người của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này Bạch Lân mặc áo giáp xuất hiện, bên cạnh hắn là mấy quân đoàn trưởng, bọn họ bộc phát khí tức khắc nghiệt bao phủ thiên địa.